Đấu La Lại Lục phần 2 tập 562, Vương Thu Nhi mạnh mẽ, tuyệt thế đường môn. Một cỗ hương hoa hồng nhàn nhạt, lưng theo rượu chui vào bên trong cổ họng, mùi thơm giống như lá tự bốc hơi ra lên, rất nhanh theo rượu mà truyền khắp cảm giác quán, từng đợt hơi thở ấm áp cũng là từ trong dạ dày tán ra, làm cho người ta có cảm giác sảng khoái đến từng lỗ chân lông. Càng làm cho Vũ Hạo kinh ngạc chính là một ngụm rượu này đi tới trong cơ thể của mình, bởi vì cực hạn bằng thiên địa nguyên lực mà là trước ngày chưa giờ vẫn là lạnh lẽo, giống như là cũng vơi đi mấy phần. Chẳng lẽ rượu cồn có thể trợ giúp mình hấp thu được cực hạn bằng chi thiên địa nguyên lực hay sao? Trong đầu xuất hiện ra ý nghĩ này, hắn ngay sau đó là đã uống thêm một hơi cạn sạch chén rượu. Việc này không cần gấp gáp, nhất thời cả người của Vũ Hạo cũng là có chút ngừng lại. Lượng cồn ấm áp trong nháy mắt là được tăng lên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng máu của mình lưu động tốc độ rất là nhanh, mà trấn áp kia cũng là theo kinh mạch, rõ ràng chính là hướng cánh tay trái của mình trấn phóng tới. Mặc dù đối mặt với cực hạn chỉ bằng thiên địa nguyên lực của bọn chúng chỉ có thể là dẫm chân tại chỗ, nhưng lần này đánh sâu vào vẫn là có thể hóa giải được một chút cực hạn chỉ bằng thiên địa nguyên lực rất là nhỏ, làm cho xâm nhập vào hồn lực của mình. Có thể như vậy sao? Vũ Hạo nhất thời là có cảm giác sở khóc sở cười. Cao Đại Lâu vừa uống rượu vừa quan sát Vũ Hạo, khi mà hắn đột nhiên thấy sắc mặt của Vũ Hạo trở lên âm tình bất định, cũng là không khỏi sợ hết hồn. Rượu hoa hồng rượu này mặc dù là khá đắt, nhưng cũng không nên trở thành bộ dáng đau lòng như vậy thế chứ. Đường huynh, ngươi không sao chứ? Cao Đại Lâu thử thăm dò lên hỏi. Vũ Hạo lắc đầu, hắn vốn là có tính toán muốn đem Cao Đại Lâu dẫn vào trong đường môn, nhưng mới vừa rồi trao đổi hắn liền phát hiện ra kẻ này nhìn như là đàng hoàng, trên thực tế lại là gian xảo vô cùng. Hơn nữa lúc này đột nhiên hắn gặp phải tình huống vui mừng không cách nào tưởng tượng được. Hắn đối với vị hồn đạo sư tự học thành tài này đã đạt giảm đi vài phần hứng thú. Đồng nhi, gọi phục vụ vào đây. Dưới tâm tình kích động, Vũ Hạo thậm chí là quên cả thay đổi cách gọi tên. Vương Đồng Nhi mặc dù là không rõ tại sao hắn đột nhiên trở lên phấn khởi như vậy, nhưng vẫn là nhanh chân kêu tên phục vụ tới. Tiên sinh, ngài có cái gì cần dặn dò hay sao? Phục vụ cung kính liền nói. Vũ Hạo trầm giọng nói tiếp, đem tất cả loại rượu bọn người có ở đây cho ta mỗi loại một chén. Hả, mỗi loại? Tiên sinh, tiểu điếm của chúng ta mặc dù là không lớn, nhưng cũng có trên cả trăm loại rượu đấy. Riêng rượu nho sẽ là có hơn 40 loại. Còn có... Được rồi, nhanh đi. Vừa nói, Vũ Hạo vừa là trực tiếp ném trọn túi tiền tới. Phục vụ nhận lấy túi tiền, trong mắt vẻ mặt giật mình nhất thời là biến thành tham lam, luôn miệng liền nói, dạ ra ta đi ngay đây, ngài chờ một lát. Hơn 100 chén, đây chính là hơn 100 chén đó. Nếu trích phần trăm là bao nhiêu tiền ra, đừng nói là Cao Đại Lâu có vẻ là mặt kiếp xó, ngay cả Vương Đồng Nhi cũng là hoàn toàn không rõ Vũ Hạo là muốn làm gì cả. Mắt thấy hắn vừa rót một chén rượu uống hơi một hơi cạn sạch. Đúng vậy, quả nhiên là như vậy rồi. Vũ Hạo cảm xúc càng trở lên phấn khởi, sau đó quay đầu hướng với Cao Đại Lâu liền nói, Cao huynh, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi lên đi trước thôi, ta đột nhiên là nghĩ đến một chút chuyện quan trọng phải xử lý. Chuyện quan trọng của ngươi chính là uống rượu hay sao? Huynh đệ, uống rượu tại sao lại là không có ai làm bạn đấy? Việc khác thì là ta làm không được, chứ làm bạn rượu tuyệt đối là số 1. Cao Đại Lâu sao chịu bỏ qua việc thưởng thức rượu ngon như vậy, vội vàng liên tục là tử tiến cử. Vũ Hạo lắc đầu lên nói, Cao huynh chẳng lẽ là không nghe thấy, ta mỗi loại rượu chỉ là cần một chén, chính là muốn tự mình thưởng thức, thứ trò không tiến. Lần này đến phiên Cao Đại Lâu sắc mặt xám xanh, hơn 100 loại rượu ngon có thể uống một lúc, đây là cảm giác thế nào đấy? Mình cả đời này cũng là chưa thử quá, tuyệt đối là cực kỳ tuyệt vời, hình như là người ta muốn đuổi mình đi. Cái này, Cao Đại Lâu cả đời chỉ là yêu thích hai thứ, một là trở thành hồn đạo sư cường đại, thứ hai chính là rượu. Huynh đệ, ta thu hồi lại lời nói vừa rồi, xem ra là có được hay không, ta gia nhập được tông môn của các ngươi, chỉ cần các ngươi cung cấp cho ta tài liệu chế luyện ra hồn đạo khí, sau đó hồn đạo khí ta chỉ tạo ra có thể thuộc về các ngươi, nhưng mà các ngươi phải là cấp cho ta ít tiền để cho ta mua rượu. Tốt nhất là còn có thể cho thêm để ta làm tìm vợ nữa, như vậy ta liền là cùng các người lăn lộn. Vũ Hạo sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới hành động vừa rồi của mình làm cho Cao Đại Lâu hiểu lầm, tên này lại là tự hạ giá xuống hay sao, hơn nữa rốt cuộc là lại đầu hàng, thế là thế nào đấy? Hắn nào biết rằng Cao Đại Lâu nhìn cách hắn uống rượu thật ra đã coi hắn là tri kỷ rồi. Bằng hiếu dễ kiếm, bạn rượu có tím. Nhìn phong thái của Vũ Hạo muốn thưởng thức hơn 100 loại rượu ngon, Cao Đại Lâu đã là hoàn toàn bội phục rồi. Trong lòng nghĩ tới, nếu đi cùng với vị đường huynh này, sau này chẳng phải sẽ là ngày ngày có thể uống rượu như vậy hay sao? Còn tha thiết đến hồn đạo khí làm gì cơ chứ? Được rồi, rất tuyệt. Cao huynh gia nhập tông môn của chúng ta, ngươi chỉ tạo ra mỗi một loại hồn đạo khí, ta trích cho ngươi 5%. Tài liệu cũng là của chúng ta, ngươi chỉ cần tiến hành chế luyện ra là được rồi.
Hơn nữa, hy vọng rằng Cao Huynh mới vừa rồi cũng là nhìn thấy ta chế luyện ra hồn đạo khí bằng phương pháp đặc thù. Nhưng phương pháp này chỉ cần Huynh gia nhập tông môn của chúng ta, sau này cũng là có thể học được. Cao Đại Lâu sắc mặt là ánh sáng lên, liền nói: dĩ nhiên rồi, Đường Huynh. Vậy ngươi xem bữa rượu này. Vũ Hạo là vùng tay lên liền nói: Tiểu Đông kêu phục vụ sinh mang thêm một phần toàn bộ nữa. Cao Đại Lâu dùng đầu lưỡi liếm liếm mùi khô khốc, vươn xa hai ngón tay cái, khí phách. Rất nhanh, chiếc kỷ trà mang đến từng dãy chén rượu. Đường Huynh kính một ly, cạn chén. Đại Lâu thêm chén nữa đi. Ừ, rượu rất ngon, thoải mái đi. Thoải mái quá sung sướng, cho tới bây giờ ta cũng là chưa từng uống qua rượu như vậy. Đường Huynh à, ngươi có phát hiện ra hay không? Rượu này ủ lúa mì tạo lên mùi chính là hướng. Cây nho ủ tạo lên coi như là rượu mạnh, cũng có một loại nho truyền về nhu hóa, uống thật là sảng khoái. Đúng vậy, rượu này là vị mơ hóa, còn mang theo cả vài phần mùi vị của hun khói, có chất riêng. Cạn chén, tới đi, cạn. Vương Đông Nhi ngồi ở bên cạnh đã là hoàn toàn trợn tròn mắt, há hốc mồm. Này, bọn tiểu quý, căn bản sáng không có lửa phần dừng lại, một chén lại là chỉ tiếp một chén, giống như là đã là chìm vào đáy biển, không ngừng bị bọn họ rót vào trong miệng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Vũ Hạo uống rượu như vậy, thật là có chút đáng sợ. Mới vừa lúc bắt đầu, Vương Đông Nhi cho là Vũ Hạo bị vì hấp dẫn Cao Đại Lâu, cố ý làm như vậy. Cao Đại Lâu cũng là quả thật là bởi vì rượu ngon mà khuất phục, nhưng càng nhìn Vương Đông Nhi càng cảm thấy là không đúng. Người này không làm gì cả, Đại Lâu muốn uống cứ để cho hắn uống, nhưng mà cũng uống theo làm cái gì. Cứ như vậy, một lát sau, hai người mỗi người uống hơn 30 chén rượu xuống bụng. Cũng khiếp sợ hơn với Vương Đông Nhi còn có một vị khác, đó chính là tên phục vụ đưa rượu đến. Hơn 100 loại rượu, mỗi loại là 2 chén, đó chính là hơn 200 chén. Chiếc kỳ trà căn bản là không chứa nổi, chỉ có thể bày đấy uống hết rồi là đổi số khác. Mới vừa lúc bắt đầu, phục vụ cho rằng Vũ Hạo là vì sĩ diện, bày biện rượu này chỉ là để nhìn, nhiều nhất thì là cũng là chỉ thưởng thức được vài loại mà thôi. Theo thời gian, hắn mắt thấy lượng rượu này từng chén một vơi hết, hơn 30 chén, hơn phần nửa là rượu mạnh. Nếu đổi lại là người bình thường đã là sớm ngã xuống rồi, nhưng hai vị này vẫn là hoàn toàn vô sự. Mặc dù mỗi một chén rượu cũng là cho thêm ít đá, nhưng hơn 30 chén chỉ là đi xuống, mỗi người làm sao chịu đựng được lượng rượu mạnh đến như vậy. Vũ, thiếu xa, đừng uống nữa. Vương Đông là lóng nóng, thiếu chút nữa là gọi sai tên, giơ tay phải lên bắt lấy chén rượu trong tay của Vũ Hạo. Vũ Hạo kéo khéo léo tránh được tay của nàng, ánh mắt nhìn sang nàng, ý niệm hơi động, thông qua tinh thần dò xét đã là truyền lại ý nghĩ cho của mình cho nàng. Đột nhiên thân thể của Vương Đông Nhi cứng đờ, ngay sau đó trong con người nhất thời là bắn ra vẻ mừng như là điên, khó có thể hình dung. Thật vậy hay sao? Vũ Hạo lúc này khẽ gật đầu. Thế thì thật sự là quá tốt rồi, Huynh cứ tiếp tục đi, dù sao cũng là có xe lăn, có làm sao cũng là có thể đẩy Huynh về. Vũ Hạo tại sao lại kêu nhiều rượu như vậy? Hẳn là muốn thử một chút, xem đến cuối cùng là một loại rượu đối diện với hiệu quả dung hợp với cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực này có hay chỉ là riêng rượu mặn côi kia là mới có. Nếu như mỗi một loại đều có, vậy thì loại rượu nào phụ trợ có hiệu quả mạnh hơn? Sự thật chứng minh, rượu quả thật là có tác dụng, nhưng cũng không phải là rượu càng đắt tiền lại là có tác dụng càng lớn, mà là rượu càng mạnh hiệu quả lại là càng tốt. Một chén rượu mạnh xuống bụng, cảm giác giống như là uống một chén chất xúc tác, hỗn hợp với hồn lực của Vũ Hạo tiến hành tiêu hóa, cực hạn chỉ bằng thiên địa nguyên lực, với một tốc độ là tăng cường nhanh chóng. Cảm giác như vậy, đối với một người không thể cử động chân mà nói, quả thực là như là uống quỳnh tương ngọc địch. Hơn nữa thì, bởi vì rượu cồn cũng là dùng để hòa tan cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực đến Vũ Hạo cũng là tuyệt đối, là càng uống càng tỉnh táo, càng uống càng phấn khởi, đừng nói là hơn 30 chén, 300 chén hắn cũng là không say được. Làm cho Vũ Hạo có chút là buồn cười chính là, Cao Đại Lâu tử lượng đúng là lợi hại, căn bản không có cảm giác đồ trên người hắn sinh ra hồn lực bà động, cứ uống như vậy, tên này hai mắt vốn là có chút mờ mờ, thế nhưng càng uống càng phát sáng, có mấy phần giống như là Vũ Hạo, càng uống càng tỉnh táo vậy. Rượu ngon, đúng là rượu ngon, không biết bao nhiêu lần rồi không có sảng khoái như vậy. Không phải nói là cho tới bây giờ cũng không có sảng khoái như vậy. Hôm nay ta mới hiểu được cái gì gọi là tiểu phùng chi kỷ thiên bối thiếu. Rượu gặp chi kỷ càng ngày càng chén. Đường Huynh, biết đường người thật sự là tuyệt vời. Uống đến chén rượu thứ 50, Cao Đại Lâu rốt cuộc cũng là có chút lúng tay, nhưng trong ánh mắt, nét phần vẫn là khởi cáng càng thêm mãnh liệt. Đường Huynh, sau này ta còn trong lúc lăn lộn thỉnh thoảng là uống rượu với ngươi, chia ta cái phần trăm gì đó cũng là không cần, rượu uống đủ là được rồi, ngươi thấy thế nào? Vũ Hạo cười ha ha liền nói, ta uống rượu đâu tính là gì, thật ra thì ta còn biết một vị tiểu phẩm đại sư, hắn mới là cả đời si mê rượu ngon, ngươi gặp phải hắn mới thật sự là tiểu phùng tri kỷ thiên bội thiếu.
Cao Đại Lông kinh ngạc liền nói: có thật hay không? Chẳng lẽ còn có người có thể so sánh với tiểu lượng với người? Vua Hạo liền nói: hắn có thể uống bao nhiêu ta không biết, nhưng kể từ khi ta biết hắn đến bên này, chưa bao giờ thấy trong tay hắn là không có rượu. Sau này người muốn uống rượu phải là đi tìm hắn. Ta tin tưởng rằng hắn nhất định là sẽ vô cùng là vui vẻ. Yên tâm đi, vì tiểu thần đã nói đến này ở rất gần tông môn của chúng ta. Tốt tốt, uống Đường huynh, uống. Ta sao lại lăn lộn cùng với tiểu thần lăn lộn? Cao Đại Lâu rốt cuộc bắt đầu là có chút không tỉnh táo. Đối với loại tiểu quỷ này mà nói, người bắt hắn thúc giục hồn lực đi hóa giải tiểu lượng, còn không bắt hắn sẽ chết hắn hay sao? Hắn không bỏ được, nhất định là Cao Đại Lâu tiểu quỷ keo kiệt. Đường huynh, không phải là người suy nghĩ về đặc tính hồn đạo khí của ta hay sao? Sau này chúng ta chỉ là người một nhà, nói cho người biết cũng là không sao. Hồn đạo khí của ta đặc biệt tính tên là huyết ngưng, là huyết ngưng đao khắc của nhà ta chúng ta phụ gia thêm cho chúng. Lợi hại hay không? Lợi hại không nào? Nói cho người biết cũng là không việc gì, bởi vì chỉ là có gia tộc của chúng ta huyết mạch thừa kế mới là có thể sử dụng chuôi đao khắc này. Mỗi một lần sử dụng trên thực tế cũng là cần dùng máu tươi của ta để kích thích. Nếu như không phải như vậy, đã sớm bị không biết là bao nhiêu người đoạt được. Ây xa, cũng may là huyết ngưng chỉ là có thể bị người cửa thế kế thừa gia tộc của chúng ta sử dụng. Mặc dù xếp hạng vì vậy mà thụt lùi, nhưng cuối cùng là di vật hữu dụng nhất cha lưu lại cho ta. Nếu như là người khác cũng là có thể sử dụng, chuôi huyết ngưng của ta có thể là xếp vào nhóm bảng đào các top 30 không thành vấn đề. Nghe Cao Đại Lâu nói, Vũ Hạo trong lòng thầm giật mình. Khả năng có thể xếp hạng top 30 trong nhóm bảng đào khắc, có trách hiệu quả mạnh như vậy. Ngay cả chấn động bắn xa mang theo sóng chấn động cũng là có thể mang loại cảm giác này. Uống thêm 3 chén, Cao Đại Lâu rốt cuộc là cực kỳ lạc, kiên trì không được, ngã xuống trên bàn rượu. Vũ Hạo uống tiếp 2 chén, khẽ mỉm cười, quay lại Vương Đồng Nhi bên cạnh liền nói: cưng ơi, ta muốn đi nhà xí. Vương Đồng Nhi im lặng một lúc liền nói: không phải huynh có thể tu luyện hay sao? Vũ Hạo cười khổ liền nói: ta chỉ lợi dụng rượu cồn, không phải là nước. Dù sao người cũng là đang cải trang nám, sợ cái gì? Đưa ta đi nhà xí đi, nếu không ta tè ra quần bây giờ. Vương Đông Nhi mặt cười ửng đỏ, mặc dù thân thể của Vũ Hạo nàng cũng không phải là chưa xem qua, nhưng chuyện như vậy nàng hoàn toàn chưa làm qua. Nhất thời ấp úng liền nói: nếu không chúng ta về nhà vậy, ngươi đang ở đây. Vũ Hạo là lời lẽ chính nghĩa liền nói, nhịn không nổi: ngươi sẽ là không sợ ta thấy được người khác hay sao? Ô uế đôi mắt của ta. Vương Đông Nhi rốt cuộc là tìm được lý do. Cũng đúng, thôi ngươi đưa ta đến cửa nhà cầu, ta tự đi vào. Vũ Hạo thấy trên chiêu nàng như vậy là được rồi, lúc này mới là đồng ý. Từ trước tới nay, kể từ khi Vương Đồng Nhi khắc phục lại bản tâm, đã là hành hạ hắn không ít. Rất nhiều đãi ngộ lúc trước không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, hắn hiện tại chỉ là có tay phải hoạt động được, không có biện pháp nào thu phục được Vương Đồng Nhi cả. Sau khi đi cầu xong, Vũ Hạo ngồi ở chỗ cũ tiếp tục uống. Vốn phục vụ nhìn thấy một tiền đã ngã, cho rằng bọn họ đã kết thúc. Nhưng mà Vũ Hạo ngồi ở chỗ đó vẫn là tiếp tục uống. Có điều, hắn không hề uống những thứ rượu thấp độ nữa.